Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà, cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và chia sẻ tin mừng ngày thứ 7 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 6 tháng 4 năm 2024, cũng là ngày thứ 9 trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót. Xin lòng thương xót của Chúa ban nhiều ơn lành, chữa lành hồn xác mỗi người chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng ngày thứ 7. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi 7 quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông. Khi họ đang trên đường đi về quê, họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày thứ 7 cũng là ngày thứ 9, ngày cuối cùng trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót. Vấn đề của tất cả chúng ta là cứ khấn, cứ cầu nguyện, cứ cầu xin. Và chắc chắn Chúa Giêsu cũng đã nói đấy, nếu như anh em là những người phàm mà còn biết cho con cái mình những cái hay cái tốt, thì chẳng lẽ cha anh em trên trời là đấng tốt lành lại không ban thánh thần, không ban những điều tốt, thật là tốt cho anh em sao? Vì thế việc của chúng ta là cầu khấn, và chắc chắn là Chúa có cách để ban nhiều ơn lành cho chúng ta. Rồi chúng ta ôn lại câu kinh thánh của ngày thứ 6, đó là Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cả người cũng làm như vậy. Tức là sau cả một đêm vất vả không được cái con cá nào cả, thì Đức Giêsu phục sinh hiện ra mà các ông cũng không nhận ra. Thì Chúa Giêsu nói rằng hãy thả lưới bên phải mạn thuyền, thì chắc chắn là Chúa cũng ban ơn để cho các ông ấy vâng lời. Các ông thả lưới xuống thì là cả được một cái mẻ cá lớn. Và qua mẻ cá lạ lùng này, ông Gioan đã nhận ra Chúa đó. Rồi tất cả các tông đồ cũng nhận ra là Chúa đó. Thế thì qua cái điều này cho thấy là con người chúng ta rất là yếu đuối. Chúng ta không nhận ra cái đường lối của Chúa. Chúng ta không nhận ra Chúa. Chúa Giêsu cũng đã từng nói là thầy phải chịu đau khổ, phải chết rồi mới sống lại. Nhưng mà có lẽ đây là cái điều nó lạ lùng quá, nên là các ông không vượt ra khỏi. Và chúng ta ngày hôm nay thì cũng thế. Để tin vào Chúa chúng ta phải vượt ra khỏi cái tự nhiên. Nhưng mà đây là cái điều không có dễ chút nào. Thế thì Chúa cũng ban cho các ông ấy được cái ơn là vâng lời, thả lưới xuống, rồi qua cái mẻ cá lạ lùng thì các ông mới tin là Chúa. Rồi sau đó Chúa còn làm thêm một cái hành động nữa là cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các ông, rồi cả người cũng làm như vậy. Đây là cái việc Đức Giêsu đã từng làm. Các ông qua tất cả những cái việc đó để củng cố đức tin cho các ông rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Thì chúng ta cũng nài xin Chúa, lạy Chúa xin ban đức tin cho chúng con, cho chúng con cảm nhận rằng Chúa đã chết và đã sống lại, và Ngài đang sống bên cuộc đời chúng con. Đức Kitô phục sinh đang sống bên cuộc đời chúng con. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ 7. Thánh Marco tóm lại cho tất cả chúng ta 3 lần Đức Giêsu phục sinh hiện ra. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu phục sinh hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi 7 quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Tức là sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu đóng đinh vào ngày thứ 6 rồi an táng ngay. Rồi đến ngày thứ 7, ngày thứ nhất, ngày Chúa Nhật, ngày Sa-bát, các bà đi ra mộ theo tục lệ để sức dầu thơm vào xác Chúa Giêsu, thì thấy là ngôi mộ trống. Thế thì Đức Giêsu phục sinh hiện ra và gọi Maria, gọi chính tên bà. Nghe được cái giọng nói của Đức Giêsu, bà nhận ra người. Và Chúa Giêsu nói với bà là báo cho anh em của thầy biết, hãy đến Galilê, thầy sẽ gặp anh em ở đó. Bà Thánh Marco cho thấy rằng là bà chạy về báo tin rằng là thầy đã sống lại, tôi đã gặp thầy, nhưng mà người ta không tin. Thực ra thì tin mừng Gioan cho thấy rằng là ông Phêrô và ông Gioan cũng đã chạy ra mộ, rồi thấy băng vải ngôi mộ trống, rồi thấy băng vải xếp, rồi khăn liệm xếp, thì ông đã thấy và đã tin. Thế nhưng mà qua cái điều này cho chúng ta thấy rằng tin vào Đức Kitô phục sinh cũng là điều không có dễ chút nào. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Phú Hộ và Lazaro đấy.
Thì ông phú hộ mới nói là xin tổ phụ Abraham cho con hiện về để nói cho con, vì con còn 5 người anh em nữa, để cho họ đừng có sống như con rồi lại phải xa vào chốn cực hình này. Thế thì là tổ phụ Abraham mới nói rằng là đã có Mô-xê và các ngôn sứ. Thì ông phú hộ mới nói là họ không có nghe đâu. Thì tổ phụ Abraham mới nói nếu mà các ngôn sứ mà họ không nghe thì người chết có sống lại họ cũng không tin. Thế thì nếu như chúng ta không tin vào giáo hội, không tin vào bề trên, không tin vào cha xứ, không tin vào cái đường lối của Thiên Chúa đang thực hiện bên những con người bình thường nghèo khó, nếu chúng ta không tin giáo hội thì chúng ta cũng không thể tin Đức Giêsu phục sinh. Nếu chúng ta không tin giáo hội, chúng ta cũng không thể nào tin Đức Giêsu phục sinh. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì đôi khi chúng ta cũng mất niềm tin với nhau. Người ta bảo rằng là cuộc sống thì ai thì cũng có những cái thiếu sót. Thế nhưng mà hy vọng rằng là dù có phải gặp những cái khó khăn, gặp những con người gọi là không tốt với mình, thì xin cho mình cũng đừng mất niềm tin với con người. Chúng ta có thể buồn người này, chúng ta có thể buồn người khác, nhưng chúng ta không bao giờ mà đánh mất niềm tin với nhau, với con người. Bởi vì những người tội lỗi Chúa có thể ban ơn sám hối. Người ta lừa mình hôm nay nhưng mà ngày mai người ta có thể được ơn sám hối, rồi người ta trở thành người tốt. Và chúng ta cũng vậy thôi. Vì yếu đuối chúng ta xúc phạm đến người này người khác, nhưng mà chúng ta cũng xin họ là đừng đánh mất niềm tin nơi chúng ta, vì chúng ta có thể thay đổi. Thế thì bà Maria Magdala đi ra mộ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần Đức Kitô phục sinh, gọi chính tên bà. Bà ấy tin chạy về báo tin cho các môn đệ, cho các tông đồ. Nhưng các ông chắc là nói là bà này vớ vẩn, ông làm vườn hay thế này thế khác, nên là không tin. Chính cái việc không tin này cho thấy là không tin vào Đức Giêsu phục sinh cũng là điều không có dễ, và chắc chắn là phải là có ơn Chúa thì chúng ta mới tin được. Còn không có ơn Chúa chúng ta khó mà tin. Bằng chứng là hàng ngày chúng ta cũng vẫn bỏ lễ, chúng ta vẫn phạm tội vậy. Nếu chúng ta tin rằng Đức Kitô đã chết và đã sống lại, có một cái niềm tin son sắt như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ thoát khỏi tội lỗi ha. Sau đó Đức Kitô phục sinh, Đức Giêsu phục sinh tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê, tức là hai môn đệ trên đường Emmaus đó. Họ trở về báo tin cho các ông khác nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Thánh Marco cho chúng ta thấy cái mặt trái của vấn đề. Đức Kitô phục sinh tìm mọi cách hiện ra với người này, hiện ra với người khác. Thế nhưng mà nếu mà hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, các ông ấy chạy về báo tin thì người ta cũng nói là vớ vẩn, người ta cũng không tin. Và sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa, người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Chúng ta tin vào Chúa, tức là tin vào những người Chúa gửi đến. Cụ thể là trong giáo xứ thì có cha sở, cha phó, quý thầy, quý sơ. Nếu mà chúng ta không yêu được các ngài thì chúng ta cũng khó yêu Chúa. Nếu chúng ta không tin được các ngài thì chúng ta cũng khó tin Chúa. Thế thì đấy là bài tin mừng của ngày thứ bảy. Thánh Marco cho chúng ta thấy là ba lần Đức Kitô phục sinh. Lần thứ nhất Đức Kitô phục sinh hiện ra với bà Maria Magdala. Bà ấy chạy về báo tin cho các tông đồ, các ông ấy không tin. Lần thứ hai Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai ông ấy đã nhận ra Đức Kitô phục sinh, chạy về báo tin cho các tông đồ cũng không tin. Và lần thứ ba chính Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và ngài đã khiển trách các ông không tin. Thế thì qua cái điều này chúng ta cũng không chê trách ai cả, bởi vì chính chúng ta cũng vẫn phạm tội. Khi chúng ta phạm tội, tức là đức tin của chúng ta vào Chúa, vào Đức Kitô phục sinh nó không có được chắc chắn. Đó. Thế thì chúng ta không chê trách ai vì chính chúng ta qua cái điều này cho thấy là tin vào Đức Kitô phục sinh là điều không dễ dàng chút nào. Tin vào Đức Kitô phục sinh cũng là điều không dễ dàng chút nào. Và để tin vào Đức Kitô phục sinh phải tin vào những người Chúa đã tỏ mình ra. Nhưng mà chúng ta cũng rất là khó để mà tin. Ví dụ như là ba trẻ đấy, Lucia, Jacinta và Francisco, Đức Mẹ hiện ra đấy, về báo tin cho ông gia sở, ông cũng có tin đâu. Rồi còn cấm cách đủ điều. Rất là nhiều các thánh được Chúa tỏ mình ra để nói cho người này người khác mà tất cả mọi người cũng chẳng có tin. Vì thế chúng ta cần phải khiêm tốn, lạy Chúa xin thêm đức tin cho chúng con. Lạy Chúa xin thêm đức tin cho chúng con. Bởi vì nếu Chúa không ban ơn thì chúng con không thể nào tin Chúa sống lại qua việc tin vào những người Chúa sai đến.
Chúa tỏ mình ra với người này, Chúa tỏ mình ra với người kia. Và xin cho chúng ta có cái ơn của Thánh Thần, ơn của Chúa để chúng ta nhận ra, để chúng ta có thể tin Chúa qua việc tin vào những người Chúa gửi đến. Thế nhưng bất chấp các tông đồ còn kém tin, thì Đức Kitô phục sinh vẫn truyền lệnh cho các ông. Người nói với các ông, anh em mới đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tin mừng là gì? Tin mừng là Đức Giêsu Nazareth là Thiên Chúa của chúng tôi, đấng đã chết và đã sống lại. Tin mừng của chúng ta là Đức Giêsu Nazareth là Chúa của chúng tôi. Ngài đã bị đóng đinh trên thập giá, Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Để rồi tất cả những ai tin vào Đức Giêsu, đi theo đường lối của Đức Giêsu cũng đều được sống lại với người. Thế thì bất chấp niềm tin còn bấp bênh nơi các tông đồ, Đức Giêsu vẫn truyền cho các ông phải đi nói cho tất cả mọi người rằng thầy của chúng tôi là Giêsu Nazareth đã chết và đã sống lại. Và chắc chắn là qua cái điều này cho thấy là để có một niềm đức tin thì cần phải có thời gian. Chúng ta cần phải truyền giáo. Sáng hôm nay thì con cũng có chia sẻ về cái niềm vui đấy. Để có được niềm vui thì chúng ta hãy tạo niềm vui cho người khác thì chúng ta sẽ vui. Đức Cha Thiên thì Ngài nói là để có đức tin thì chúng ta cứ củng cố đức tin cho người khác thì Chúa cũng ban đức tin cho chúng ta. Thế thì cụ thể ngày hôm nay các môn đệ vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn kém tin, thì Chúa nói với các ông là đi truyền giáo, nói cho mọi người về Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Nói cho mọi người về Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Thì khi chúng ta làm cái điều đó thì Chúa sẽ củng cố ban ơn đức tin cho chúng ta. Thế thì tóm tắt bài tin mừng của ngày thứ bảy, chúng ta ghi nhớ câu kinh thánh này nha. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Thế thì khi chúng ta hãy cố gắng làm cái việc truyền giáo, nói cho mọi người biết về Chúa đã chết và đã sống lại, thì Chúa cũng củng cố đức tin cho chúng ta. Gia đình của chúng ta thì cũng đã tập được cái thói quen là mỗi tháng chúng ta dành ra một đồng để cho những người nghèo. Đây cũng là cái việc bác ái, cũng là cái việc truyền giáo. Tin mừng đầu tiên mà chúng ta truyền giáo cho người khác, nhất là những người dân ngoại, là cái vấn đề bác ái thôi. Tin mừng là bác ái, tin mừng là yêu thương. Thôi thì chúng ta cũng cố gắng làm những công việc nhỏ nhỏ như thế này, để xin Chúa ban thêm đức tin, củng cố đức tin cho chúng ta, để chúng ta tin vào Đức Kitô phục sinh đã, Ngài đã chết và đã sống lại, và Ngài đang sống bên cuộc đời chúng ta. Và có như thế thì cuộc đời của chúng ta sẽ được bình an. Còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Chúng ta đừng quên nha, chúng ta đang sống trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót Chúa, và ngày thứ bảy là ngày thứ 9. Rồi Chúa Nhật này sẽ là đại lễ lòng thương xót. Con sẽ dâng lễ cầu nguyện cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nhất là các bệnh nhân, và cầu nguyện theo tất cả những ý. Quý ông bà và anh chị em alo gọi về cho chúng con hay là nhắn cho chúng con. Chúng ta cứ cầu xin đi. Chúng ta cứ cầu xin đi. Chúa sẽ có cách ban ơn cho chúng ta. Còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.